Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời của bất kỳ ai đều có lúc thuận buồm xuôi gió, có lúc gập ghềnh nhấp nhô, có được và cũng có mất. Nếu như một người đối với hết thảy được mất, thành bại đều có thể mang trong mình thái độ thản nhiên, thông suốt, thì có thể giảm được rất nhiều cảm xúc bi thương và suy sụp, khiến nhân sinh trở nên nhẹ nhàng và khoái hoạt. Đó chính là kết quả của tâm an, thân tự an. Trong tâm an ngâm của mình, Hiệu Ung, văn sĩ nổi tiếng triều nhà Tống có viết: trong tâm mà an tĩnh thì thân sẽ tự nhiên an tĩnh. Khi thân an tĩnh rồi thì thấy phòng ốc cũng tự nhiên rộng rãi hơn. Khi nội tâm và thân thể đều an tĩnh thì có điều gì làm cho phiền não được. Một thân thể nhỏ chỉ cần tâm an thì sẽ cao lớn vững chắc như núi Thái Sơn vậy. Một phòng ốc nhỏ chỉ cần tâm rộng, nó sẽ trải dài như trời đất vậy. Bởi thế, nếu tâm hồn thoải mái thì luôn là mùa xuân. Do đó, đừng cố chấp và quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh. Hãy dùng tâm lý an phận để đối mặt với cuộc sống. Đây chính là trạng thái tối cao của cuộc đời. Nước càng nhẹ càng trong, con người càng nhẹ càng hạnh phúc. Bởi vậy, hãy tận hưởng cuộc sống này, mọi thứ đều có giá của nó. Càng đóng nhiều vai, bạn càng mệt. Không chấp nhất khiến mọi người trở nên đơn giản, sự giản dị khiến mọi người hạnh phúc hơn. Bất kể khi nào và ở đâu, chúng ta phải có một trái tim thoải mái và duy trì một tâm lý cởi mở. Không tham lam, ích kỷ, không kiêu ngạo, nóng nảy, mà hãy luôn mang tâm thế cương trực. Hãy tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn, vì chỉ khi lòng người rộng như biển cả thì cuộc đời mới êm đềm và bình yên. Nhân sinh có muôn vàn hương vị: thăng trầm, danh lợi, tài lộc, ân oán. Thời thuận và nghịch cảnh chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời. Hãy để đầu óc thanh tịnh, lời nói và việc làm chân thật, bình tâm giải quyết mọi việc thì cuộc đời mới có nắng. Mọi nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng vào một ngày nào đó trong tương lai. Tất cả những gì bạn phải làm là làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày. Hãy tự nhủ rằng, người khác có, đừng ghen tị, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, thời gian sẽ cho bạn tất cả. Lòng người cũng giống như dòng sông, chảy qua chỗ hẹp thì chậm rãi, lúc đến nơi rộng lớn thì sóng nước mênh mông. Thế giới quá rộng lớn để được gánh vác bởi một trái tim. Muốn lợi dụng mọi thứ sẽ đánh mất hạnh phúc tối thiểu. Ai cũng bước đi, những va chạm là điều không thể tránh khỏi. Mức độ cao nhất của cuộc sống là đau đớn mà không nói, khổ mà không than. Dù có bao nhiêu bất bình, hãy vẫn cứ mỉm cười. Thực tế, việc quan tâm quá nhiều chỉ là suy nghĩ nhất thời. Bao dung để phiền muộn trong trái tim đều tan biến. Cuộc sống sẽ không thay đổi vì những lời phàn nàn của bạn. Cuộc sống sẽ không thay đổi vì sự u sầu của bạn. Dù bạn có oán giận hay không oán giận, cuộc sống vẫn vậy. Dù bạn có lo lắng hay không thì cuộc sống vẫn vậy. Khi bạn khóc, cuộc đời sẽ không rơi nước mắt. Khi bạn đau khổ, cuộc đời sẽ không trắc trở. Sống là sống, hạnh phúc là một đời, và phiền muộn cũng là một đời. Vậy tại sao không nhìn xa ra và lựa chọn hạnh phúc? Quá khứ như mây khói, đã qua rồi thì chỉ còn lại những kỷ niệm. Hãy đối mặt với nó bằng nụ cười. Cuộc sống giống như một nửa ly nước, khó có lúc nào vẹn tròn. Đối với cùng một nửa cốc nước, một số người nhìn thấy một nửa còn thiếu, và một số người nhìn thấy một nửa mà họ có. Cuộc sống là một thái độ, và một tâm hồn bình lặng là tự nhiên rộng lớn. Mỗi người đều là một cá thể khác nhau, tâm lý khác nhau, cuộc sống cũng khác nhau. Để trở thành một con người mạnh mẽ, bạn phải giải phóng tâm hồn, biến trái tim thành một cánh chim sải cánh và bay cao. Trong cuộc đời, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, hãy học cách mạnh mẽ, kiên nhẫn và bình tĩnh.
thành công thực sự của một người không phải là người ta có được bao nhiêu tiền bạc hay địa vị, mà là trái tim người đó có hài lòng hay không. Người thông minh rất kiệm lời và không bao giờ khoe khoang. Chỉ có những người thiếu hiểu biết mới khoe khoang và tìm mọi cách để tăng vốn cho sự khoe mẽ. Do vậy, hãy lùi lại một bước và mở rộng bầu trời. Tất cả chúng ta đều biết rằng càng về phía trước thì càng khó, nhưng bạn vẫn phải cứ tiến về phía trước, bởi vì những điều chưa biết phía trước luôn luôn thu hút bạn. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.